Thì để tri ân khách hàng thì ngày hôm nay Huyền mang đến cho các bạn một chương trình khá là hấp dẫn, đó là giảm ngay 1 triệu đồng cho những sản phẩm trong clip ngày hôm nay và áp dụng đến hết tháng 12 năm 2021. Và đó là những sản phẩm nào thì các bạn hãy nhanh tay vào lựa chọn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Năm cũ sắp qua đi và năm mới sắp bắt đầu. Cùng lúc này thì một mùa Giáng sinh cũng sắp đến. Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng Nhân Laptop trong thời gian qua. Thì để tri ân khách hàng thì ngày hôm nay Huyền mang đến cho các bạn một chương trình khá là hấp dẫn, đó là giảm ngay 1 triệu đồng cho những sản phẩm trong clip ngày hôm nay và áp dụng đến hết tháng 12 năm 2021. Và đó là những sản phẩm nào thì các bạn hãy nhanh tay vào lựa chọn nhé. Hướng đến khách hàng sử dụng văn phòng và những bạn học sinh sinh viên mình chỉ xài những cái phần mềm nhẹ thôi, thì Huyền mang đến cho các bạn một chiếc máy từ nhãn hàng Dell, đó là chiếc Dell Latitude E7490. Thì con máy này có cấu hình là Core i5 chip thế hệ 8, RAM của nó là 8GB và ổ cứng của nó là SSD 256GB và màn hình Full HD. Với thiết kế tông màu đen vô cùng là bắt mắt và khá là mỏng nhẹ, những team văn phòng mà đang tìm cho mình một chiếc máy để sử dụng trong thời gian lâu dài thì chiếc Dell Latitude 7490 cũng là một sự lựa chọn. Thì chiếc máy này hiện tại đang bán với giá là 15.500, trong clip ngày hôm nay Huyền sale giá chỉ còn 14.500 mà thôi. Máy tiếp theo được đến từ thương hiệu HP với cái tông màu sáng vô cùng là bắt mắt. Như các bạn có thể nhìn thấy, mấy cái cạnh đều được bo tròn cho mình cảm giác chiếc máy này khá là nhỏ gọn. Màn hình của chiếc máy này là 14 inch, đó là chiếc HP 14S. Thì con này có cấu hình là Core i5 thế hệ 10, là đời 2020, cấu hình là RAM 8GB, ổ cứng SSD 256 và màn hình 14 inch. Với tông màu sáng thì những chiếc máy này cũng là sự lựa chọn của những bạn nữ. Chiếc máy này được bán với giá là 15.6 triệu, nhưng trong clip này vẫn được giảm ngay 1 triệu đồng, còn là 14.6 triệu nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu hai mẫu laptop dành cho dân văn phòng. Mình không có cần máy có cạc, hoặc là mấy bạn không chơi game nhiều lắm thì hai chiếc máy vừa rồi vẫn đáp ứng được. Tiếp theo đó mình sẽ giới thiệu sang những mẫu laptop có cạc rời trong phân khúc này luôn, và sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trong ngày hôm nay nhé. Chiếc máy đầu tiên đó là chiếc Dell Latitude 3490. Con này có cấu hình là Core i5 thế hệ 8, RAM của nó là 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình của nó là 14 inch Full HD. Đây. Và con máy này có cạc rời là R7M460. Đây. Con này có giá là 14.600.000, sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng cho chiếc máy này luôn nha. Và tiếp theo đây là một mẫu laptop cấu hình nó cao hơn một tí xíu, đó là chiếc Dell Latitude 3400. Thì con máy này có cấu hình là Core i7 thế hệ 8, RAM của nó cũng là 8GB và ổ cứng SSD 256. Phân khúc của con này là 15.500.000, vẫn được giảm ngay 1 triệu đồng. Con này vẫn có cạc rời MX130 và màn hình của nó là vẫn là 14 inch. Chiếc máy cuối cùng mà Huyền muốn mang đến cho các bạn đó là chiếc Dell Precision M4008. Từ khi chiếc máy này ra mắt đến thời điểm hiện tại thì chiếc máy này vẫn luôn được nhiều người tìm kiếm, bởi vì những bạn mà xài render nặng nè, mấy anh kỹ sư á, thì chiếc máy này vẫn đáp ứng được những cái phần mềm mà mấy anh yêu cầu. Con máy này thì tuy nó đời thế hệ thứ tư thôi nhưng mà nó vẫn chạy được tốt những cái phần mềm hiện tại bây giờ. Tuy nó không có được chạy những cái phần mềm mà đời nó cao hơn đời 2020, 2021 tới hiện tại thôi, nhưng mà từ đời 2018 trở về trước, chiếc máy này vẫn hoạt động khá là tốt. Và chiếc máy này có cấu hình là Core i7 chip 4700MW, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256 và card đồ họa K1100 và màn hình 15.6 inch Full HD. Thì đối với chiếc máy này, các bạn có thể render những cái video nặng nè, những cái phần mềm AutoCAD đời 2018 trở về trước khá là ok. Chiếc máy này hiện tại đang bán là 14.200.000, nhưng trong clip này Huyền vẫn giảm 1 triệu, chỉ còn 13.200.000 thôi nhé.
Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn 5 mẫu laptop sale off trong ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn tham khảo những dòng laptop này hoặc là các bạn muốn xem chi tiết cấu hình thì hãy để lại comment bên dưới hoặc có thể đến ngay trực tiếp cửa hàng tại 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Cơ hội của chúng ta chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa thôi, nên các bạn hãy nhanh tay chọn lựa những chiếc laptop ưng ý về bản thân mình nhé. Còn clip của Hiền đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.